Giám xin kính chào cô chú anh chị và các bạn. Rất hân hạnh gặp lại quý vị và các bạn ở một video tiếp theo về Đà Lạt. Đà Lạt hôm nay trời có nắng đẹp và buổi chiều hôm nay vào lúc 17:30 buổi chiều. Em đang di chuyển về khu vực vườn hoa thành phố, men theo khu vực đồi cù để đến với khu vực xóm lèo đôi Dã Chiến để chia sẻ đến quý vị và các bạn những hình ảnh về cảnh hoàng hôn yên bình và lãng mạn nhất ở Đà Lạt. Hôm nay cũng là thứ năm, chuẩn bị đến dịp cuối tuần rồi. Nhân dịp buổi chiều hôm nay, em xin kính chúc quý vị và các bạn có một buổi chiều thật là nhiều hạnh phúc và bình an. Đà Lạt vào tháng 12, vào những tháng cuối năm cho đến ra Giêng thì thời tiết ở Đà Lạt vô cùng là đẹp và lý tưởng. Và hiện tại bây giờ thời tiết là 18 độ C quý vị. Vào buổi tối á, thì rơi xuống tầm 11 cho đến 13 độ C. Và năm nay thì có thể nói là cũng không lạnh bằng mọi năm đâu. Và hiện tại thì em đang đứng ở ngay khu vực đồi Dã Chiến. Năm xưa đó là khu vực trung tâm huấn luyện cảnh sát Dã Chiến. Đây cũng chính là địa điểm mà thường vào buổi chiều á, các bạn trẻ thường tập trung ở đây để mà chụp hình ngắm hoàng hôn. Ở đây thì lúc nào cũng đông quý vị. Những quán cà phê ở đây á, em thấy là lúc nào cũng khách đông. Và đặc biệt là người ta cũng mở thêm rất là nhiều quán cà phê ở phía trong. Tuy là thời tiết ở ngoài chỉ có 18 độ C thôi, nhưng mà có rất đông người, rất đông du khách đã đến đây và ngắm hoàng hôn. Ngoài những tiệm cà phê để mà ngắm hoàng hôn thì còn có một số quán nướng ở đây nữa. Ở Đà Lạt thì mỗi mùa, mỗi khoảng thời gian trong năm thì lại có một vẻ đẹp khác nhau. Bởi vậy thì cũng đối với nhiều người á, tùy theo sở thích của từng người á, mà có thể ghé đến Đà Lạt bất cứ thời điểm nào ở trong năm. Ví dụ như là mùa mưa thì từ tháng 6 cho đến hết tháng 10. Mưa thì cũng mang một vẻ đẹp dịu dàng, lãng mạn. Còn từ tháng 11, tháng 12 cho đến ra Giêng thì thời tiết trong xanh. Bên cạnh đó thì trăm hoa đua nở. Đặc biệt là mùa này thì có hoa mai anh đào. Rất là đẹp quý vị, đặc biệt là quán cà phê Con Tù Lì nè. Bên cạnh đó thì cũng có homestay nữa. Những homestay ở xa trung tâm thành phố Đà Lạt thì cũng có giá tầm 350 cho đến 400 ngàn cho một phòng. Mùa này quý vị và các bạn đi du lịch ở Đà Lạt thì chúng ta nên mang thật là nhiều áo ấm. Ở trên ngọn đồi Dã Chiến á, thì nhiệt độ sẽ rơi xuống thấp hơn một chút. Mùa này cũng là mùa khô quý vị. Thành thử ra là cùng với giá lạnh tê tái, nhiều du khách từ các vùng miền Nam, đặc biệt là Sài Gòn thì cũng thường ghé đến những vị trí như thế này để mà tận hưởng không khí se lạnh cuối năm. Nhiều khi nó cũng lãng mạn các vị, nó cũng khiến cho nhiều người muốn gần nhau hơn. Và em thấy là khu vực ngay dốc Chạy Mát này có quán cà phê Vì Yêu Mà Đến rất là đặc biệt. Vừa rồi thì em cũng có chia sẻ đến quý vị. Ở Đà Lạt vừa ngồi uống cà phê vừa chùm mền thì nó cũng là một cái thú vị. Bây giờ thì em sẽ di chuyển lên khu vực xóm leo. Ở đây cũng giống như là khu vực đồi Dã Chiến vậy đó. Hai vị trí ngắm hoàng hôn vào buổi chiều. Hiện nay mặc dù là đang lễ hội Festival Hoa, tuy nhiên thì du khách vẫn chưa có đông vui lắm quý vị. Thường thì bây giờ cũng có nhiều người phải bận bịu với công việc rồi lo đi làm, vẫn chưa có nhiều thời gian, đặc biệt là cuối tuần thì mới có dịp lên Đà Lạt để mà du lịch. Những cái vị trí như thế này, những cái địa điểm như thế này lúc nào cũng đông khách quý vị, không kể ngày lễ cũng như là ngày thường, lúc nào cũng đông. Bởi vì ở đây thì nó khá là đặc biệt rồi, bởi vì một cái vị trí ngắm hoàng hôn đẹp vào mỗi buổi chiều. Trước đó thì khu vực này người ta cho mình buôn bán ở ngoài hành lang vỉa hè á. Tuy nhiên thì ngày nay thì người ta cũng không cho mình buôn bán dọc theo vỉa hè nữa. Thành thử là khi mà quý vị thưởng thức bánh tráng hoặc là sữa đậu nành á, thì chúng ta phải leo lên trên vỉa hè ngồi thưởng thức như thế này. Bên cạnh đó thì em thấy là mới mở ra những tiệm nướng, những tiệm bán đồ ăn như thế này. Chờ đợi đồ ăn á, thì chúng ta ngồi hơ tay trên bếp than hồng như thế này, nó rất là ấm luôn quý vị. Tại đây thì có bắp nướng rồi khoai nướng. Và đặc biệt hơn nữa là chúng ta sẽ ngồi bên trong khu vực nhà lồng, ngồi bên trong nhà lồng, nhà kính á, thưởng thức các cái món ăn thì cũng ấm quý vị. Trước đó thì những khu vực nhà lồng như thế này để trồng bông, nhưng mà ngày nay thì trở thành một trong những vị trí ngồi để mà thưởng thức các món ăn. Vào mùa này ở Đà Lạt tầm khoảng 17 giờ 30 phút, quý vị và các bạn đi xuống những khu vực địa điểm như thế này là vừa. Bởi vì khi đó mặt trời chuẩn bị lặn rồi đấy quý vị. Còn nếu mà quý vị và các bạn đi săn mây đồ chè Cầu Đất thì đi tầm khoảng 4 giờ 30. Từ trên Đà Lạt mình đi xuống khu vực Cầu Đất là vừa. Và từ Đà Lạt mà xuống Cầu Đất á, thì tầm khoảng 35 km. Còn ở đây là khu vực xóm lèo, cách trung tâm thành phố Đà Lạt khoảng 10 km quý vị. Xóm lèo thì nằm ở đầu khu vực Chạy Mát, phường 11 của thành phố Đà Lạt. Ở đây quý vị có thể là đi xe ô tô vào thoải mái. Và cũng đến ngay vị trí này, em cũng xin được tạm nói lời chia tay đến quý vị. Em xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Còn bây giờ, xin được hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.